Nên là chiếc súp này chỉ cần một nguồn điện duy nhất thôi. Đó là chúng ta có thể sử dụng là không cần phải dây tín hiệu luôn. Cái ăn tiền chỗ này là cũng là bát 30 thôi. Nó thiết kế ra cái thùng này. Nó sâu và nó to thế này, độ sâu đạt xuống được 30 hạt theo 10 ha. Đố các bạn công suất nó bao nhiêu? 800W RMS. Ghê chưa? 800W RMS. Đây, chỉ là em này nhỏ xíu thế này thôi. Chào mọi người, video ngày hôm nay thì Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm súp mới. Thì thật ra là những cái sản phẩm này là Vũ sẽ được đưa về cái showroom của mình để mình trải nghiệm. Và những cái sản phẩm này mình viết thông tin ở các trang mạng ở nước ngoài, cũng như là một số các anh em những nhà nhập khẩu đưa về. Thì con này mình coi tham số rất là chuẩn nha các bạn, rất là đỉnh. Thì hôm nay là Vũ sẽ tập trung, mình sẽ nghe thử và demo thử cho mọi người cùng xem. Đợi mình sẽ hẹn mọi người sẽ một cái video sẽ review đầy đủ hơn. Còn hôm nay là video này mình sẽ gắn vòng phim. Mình có rất là nhiều cái để mình còn phải test để đưa đến cho mọi người nè. Và trước mặt mọi người đây là một dòng, một thương hiệu súp khá là nổi tiếng ở thế giới. Đó chính là SVS mọi người ha. Đó, và đây là mọi người thấy cái củ loa ba tấc mọi người. Các bạn thấy nó nhìn nó giống như đồ hôm vậy đó. Đó, với hai củ họng hơi rất là to, to tình đình luôn. Với gân cao su khá là dày. Đường kính là 30 nha mọi người ha. Đó, nó súp nó là như vậy. Còn mặt ngoài của nó là mặt gỗ nha mọi người. Và đặc biệt cho mọi người, mình chắc chắn với mọi người là bên trong cái con lo súp này là cái củ từ nó rất chi là khủng khiếp. Đó, mình nhìn cái form quạng thôi. Tại vì mọi người nhìn trên đây nè, mình mở ra và thấy cái đuôi các bạn, độ sâu khoảng 60 và nó chỉ có hai lỗ hơi trước thôi, còn ngoài ra xung quanh là kính. Và về cái phần gỗ á mọi người thì nó sẽ rất là dày nha, cực kỳ dày nha và rất là nặng. Ê, nói chung là một mình mình bưng không nổi rồi đó. Đây mình cho mọi người coi cái thùng đây nè. Và cái súp này cũng vừa đoạt một cái giải ở nước ngoài năm vừa rồi. Đó, mình cũng muốn về mình trải nghiệm xem sao. Nó là dòng Acti nha mọi người ha. Nó là dòng súp điện nha mọi người. Đấy, đây là hãng như này đây. Đó, nó vừa mới đoạt cái giải này xong mọi người nè. Đó, chỉnh được qua app, qua điện thoại luôn. Đó, có app riêng. Đó, rất là đầy đủ. Và về thiết kế, nói chung là thiết kế này cứ kiểu hơi sang, nhưng mà mình lại thích loại gỗ hơn. Tại vì Vũ là thích cái gỗ nè, đó. Vũ thích cái mẫu này hơn. Đó, vì cái mẫu này thứ nhất là nhìn các bạn, nhìn nó chắc chắn, nhìn nó rất là hầm hố. Đây, con mình là đây XBR nha mọi người ha. 2000, BD 2000 RO nha. Đó, là con này. Đó, mình đang xài con này, nó có con size nhỏ hơn nữa. Nhưng mà mình là con SB. Còn con BD này thì nó bự hơn, hai lỗ hơi. Đó. Ok, thì mình chủ yếu là hôm nay là mình mở hộp ra cho mọi người xem thôi. Đó, để coi mọi người cái thùng, cái vỏ ngoài mọi người thấy nó bự không? Bự. Thực ra so với một cái này thì con này với một cái công suất là 550W RMS nha mọi người ha. Công suất là 550W RMS. Và công suất đạt đỉnh là 1500. Đó, biết á. Đó, và đặc biệt một cái hay nữa nè. Cái này hôm nào mình sẽ mở cho mọi người coi. Con này rất chi là nặng. Nó nhỏ nhưng mà nó nặng. Bự ở đây mình nói là sao bự, vì á là nó là củ ba tấc nhưng mà cái thùng rất là bự. Đó, thì mà tại sao những cái video lần trước mà Vũ nói bạn thùng bự mà sau nó sẽ đạt được cái gì nè. Đây mọi người nhìn này. Mọi người thấy gì không? Đây, độ sâu xuống được 30 hạt. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Cái ăn tiền chỗ này là cũng là bát 30 thôi. Nó thiết kế ra cái thùng này. Đó, nó sâu mà nó to thế này, độ sâu đạt xuống được 30 hạt thôi mọi người ha. Đó. Và đặc biệt nữa, con này nó tích hợp một cái giải pháp cho mọi người nữa, chính là tín hiệu không dây. Để mình lấy cho mọi người xem luôn. Đợi tí. Ok, đây hai món mình lấy cho mọi người xem. Đầu tiên á, là cục này là cục chân chống rung dành riêng cho súp. Chân chống rung dành riêng cho súp. Thì cái cục này á, đây mình mở cho mọi người coi. Và ở đây bán rời nha mọi người, nó không có đi kèm theo súp nha, chứ không phải là mình bên Thiên Vũ cầm cái cục này ra mọi người là nghĩ là nó sẽ đi kèm theo súp. Cục này là cục bán rời nha, hãng bán rời cục này. Ở đây cái chân ngon đấy, chân chống rung dành riêng cho súp.
Đó, giá một bộ này là khoảng rơi vào khoảng 1,5 triệu, 1,5 triệu, 1,6 triệu gì đó. 4 cái để chúng ta bắt vào chân súp, và chúng ta có thể áp dụng cho một số cái súp khác cũng được người mời ha. Đó, cao su này. Đó, 1,5 triệu. Đây. Cái này ngoài ra, thật ra cái này á mình chưa test karaoke đâu. Tại vì cái mục đích mà Vũ mà đưa cái thương hiệu này về, đầu tiên là Vũ sẽ test phim trước. Tại vì mình đã coi review trên mạng á, trên mấy cộng đồng nước ngoài, cái trang nước ngoài á, thì họ review cái con này đánh phim là đỉnh, và nó là một thương hiệu rất là nổi tiếng chỉ về súp. Cực kỳ nổi tiếng, về chỉ chuyên về súp thôi nha mọi người ha. Chỉ chuyên về súp thôi nha. Họ chỉ làm súp thôi. Đó, và đây là cái cục adapter. Đó. Để mình lấy thêm đồ cho mọi người, hình dung cho mọi người hiểu. Đó. Đây, cái con này mình sẽ có một link tín hiệu như vậy, điện von. Thì cái con này mọi người sẽ cắm vào đây. Đó, cắm vào chỗ này. Đó, như vậy á, thì nó sẽ ra một tín hiệu không dây, và độ trễ con này chỉ có 0,8 mili giây thôi mọi người ha. 0,8 mili giây thôi, thì độ trễ cũng khá tương đối. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã có cân delay đồ mọi thứ á, thì chúng ta cứ yên tâm việc đó, nó không quan trọng nữa rồi. Tín hiệu thì nó có trễ thì mình sẽ chỉnh trên phần mềm thôi. Đó. Mà vấn đề là trễ rất là ít. Rồi còn cái đầu này thì mình sẽ cắm vô đồ điện nè. Còn cái này á là mình sẽ là một ngõ 3.5 mình cắm vào đây. Thì cái còn lại mình sẽ cắm vào âm ly, nên là chiếc súp này chỉ cần một nguồn điện duy nhất thôi. Đó là chúng ta có thể sử dụng là không cần phải dây tín hiệu luôn, là có thể gọi là chim tín hiệu không dây luôn rồi. Đó mọi người ha, một giải pháp cũng rất là hay. Nó có thể chúng ta có thể đặt những cái vị trí súp ở vòng trong, tại vì nó sử dụng lật sóng wireless, nên là cái phạm vi là đặt đâu đó với chiều dài cơ sở, nói chung là cái bán kính là rơi vào khoảng 15m là ổn, là rất là đẹp. Bán kính khoảng 15m thôi. Đó. Là mọi người có thể đặt đâu xung quanh, có thể cái súp này đặt phía sau. Đó, đặt ở bên hông. Tùy biến và rất là thoải mái, chỉ cần có nguồn điện là được. Đó. Đấy. Ví dụ cho mọi người. Đấy, ví dụ như ở đây mình lấy làm súp phim đi. Đó, làm súp phim đi. Mình cắm vô đây một cái. Xong. Đầu này cắm vô con này. Đó. Xong rồi đó, mình dán đây luôn cũng được. Đó, như vậy đó, volume này mình có thể căn chỉnh đây, cắm nguồn điện vô đây thôi. Đó. Rồi cái kia là coi như là súp này không dây, cắm điện thôi. Đó. Còn cái chỗ kia, còn cái chỗ mà mixer hay là cái receiver, ví dụ như những cái đó đó, thì mình cắm cái đầu còn lại. Đó. Đây. Thì cái đầu còn lại, nói chung là nó có được cái vậy đó, thì mình cắm lại nó sẽ chuyển tín hiệu qua đây, không dây. Không cần phải đi dây tín hiệu rùm rà. Hay mọi người, hay đúng không? Đó. Cái sản phẩm này mọi người nó cũng được bán rời nha mọi người. Thì các bạn mà muốn mua cái sản phẩm này thì hình như là cái bộ sản phẩm này nó bán đâu đó khoảng 3 triệu mấy. Thì có thể áp dụng cho những không gian phòng, áp dụng cho những chiếc súp khác vẫn được nha. Cái này là một cái giải pháp mà hãng đưa ra sẵn. Một cái nữa là mình sẽ cho mọi người coi súp này. Súp này mình mới là cái súp mà mình mới nhất. Tại cái súp này mới là cái sản phẩm mà mình chờ đợi nhất, và mình quyết tâm phải đưa nó về. Đó, thấy nó nhỏ đúng không mọi người? Đây cũng là súp. Và mỗi cái sản phẩm này là Vũ dành riêng cho mỗi tệp khách hàng, cũng như là mỗi tệp không gian khác nhau. Nó có mục đích hết, tất cả một sản phẩm nó có mục đích cho không gian phòng nào phù hợp, có súp nào cũng nào rất là rõ ràng. Đây. Ăn tiền chỗ này nè mọi người. Em này là mình nội khoái. Mình khoái em này cơ. Em đó là kiểu là bạo lực hầm hố. Còn em này là dành cho những khách hàng mà muốn bạo lực, mà muốn đầy đủ công nghệ. Trời ơi, nó nhỏ xíu à, mà nó nặng ghê hồn không. Nói chung là rất là nhiều đồ chơi nha mọi người. Nói chung là tùy khách hàng thôi. Mình lấy ra cho mọi người xem. Mỗi sản phẩm là mình có cái phân khúc, cũng như là ví dụ cái phòng nào là Vũ chọn sản phẩm nó tương thích với cả không gian phòng, chứ không đơn giản là chỉ chọn sản phẩm là như nào đâu. Vũ tính luôn cả cái vấn đề là không gian phòng, tại vì có những vấn đề khi mà đi làm mà những cái công trình Vũ được gặp làm, có những cái yêu cầu khách hàng đưa ra là cần cái sự trải nghiệm đủ, nhưng mà có những sản phẩm nó không đáp ứng được, thì đây là những sản phẩm để mình đáp ứng được. Đây
chỉ hơn một gang tay. Đố các bạn công suất nó bao nhiêu? 800W RMS. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa? 800W RMS. Đây, chỉ là em này nhỏ xíu thế này thôi. Bé tí. Nên mình sẽ phải test nó. Rồi xong mình để cho nó trải nghiệm. Rồi mình sẽ quay video review cho mọi người sau chi tiết cụ thể. Đây, về thiết kế đây. Ở đây là mặt tiền nha mọi người ha. Đây là mặt tiền nha. Còn cái này là một cái gỗ nguyên khối rất chi là nặng. Và nó được bố trí với công nghệ 2 súp ở hai bên. Với mỗi củ bát là chỉ khoảng 8 inch. 8 inch nha mọi người ha. Đây, hai bên. Đó, thì theo review ở bên nước ngoài thì nó dùng cái công nghệ này để làm sự cộng hưởng cả không gian phòng đầy đặn hơn, và nó len lỏi được những cái không gian, những cái nó đi theo những cái len tường đầy đặn hơn. Nó cho âm thanh súp đều hơn cả căn phòng, và công suất mình hay nhất là RMS mà đẹp lắm mọi người, rất chi là đẹp. Và cái này là đang là gọi là đang thiếu ở trên thị trường nè mọi người, vừa khỏe mà vừa nhỏ nhất mà vừa thẩm mỹ, đó là cái mà đang thiếu ở trên thị trường nè mọi người. Vì mọi người thấy Vũ làm những cái căn hộ đẹp á, đi dây đồ này nọ, lắp phòng phim, phòng giải trí, karaoke trong gia đình, rồi những căn hộ mình vẫn đáp ứng được cho khách hàng hết đó, cũng hỗ trợ được không dây luôn, rồi cũng một số ngõ thôi nè mọi người, thấy không? Con này cũng vẫn xuống được 30 luôn nha mọi người nha, xuống được 30 luôn nha đó. Mọi người có thể xem cái con này, mọi người xem ở trên mạng đó, ở trên cái manual trên mạng của thương hiệu này nè, SVS, ở trên nước ngoài mọi người sẽ thấy được tham số kỹ thuật, nó đánh rất là sâu. Ok, cái mô đồ của nó là 300 micro mọi người, nó có hình như nó có 3 màu, màu đen, màu trắng và màu gỗ Venus. Màu gỗ là màu Venus giống như cái súp lớn nãy mình có review cho mọi người á. Cái thứ hai, một cái nữa đó chính là Amply. Amply này thì cũng khá là đắt tiền đó, nhưng mà mình muốn trải nghiệm với con Amply này. Đây là Amply của Atom, thương hiệu Atom. Nói chung là thương hiệu này hơi đắt hơn so với những dòng mọi người đang biết về Amply Symphony, ví dụ Yamaha đời nông thì đắt hơn. Nhưng mà để về coi tính năng cũng như là chất lượng âm thanh thì để mình test cái đã, rồi mình sẽ cho mọi người một cái đánh giá cái sự khác biệt nó như thế nào, và về giá của nó như thế nào, thì mọi người có nên mua nó hay không, hay là nó cho mình được cái gì và nó mất đi được cái gì. Thật ra một sản phẩm nào nó ra thị trường nó sẽ cũng sẽ có cái điểm ưu điểm và cái nhược điểm hết cả. Nó còn phải mất cái này, nó có cái kia, nó có cái kia, nó mất cái nọ. Nó nguyên tắc là vậy. Thì để mình trải nghiệm xong hết rồi mình sẽ giới thiệu cho mọi người, sẽ có một bài review đầy đủ cho từng sản phẩm như thế này. Ok. Mọi người thấy video ngắn mình hay thì đừng quên cho mình một like. Nhớ bấm đăng ký kênh. Mình sẽ nhiều video hay hơn cho mọi người. Xin chào các bạn.